thế gì ạ? Em chuyển học với con sư chú. Ui, đi về đoàn chết. Đi đánh đi gì ạ? Thằng nó. Này, dạo này dịch dã căng thẳng, tôi nghèo quá. Nhà mình còn một phòng hay là chị gọi người đến cho thuê nhá? Em thấy cũng được đấy. Phòng đấy bây giờ mình để trống, cũng không đi làm gì cả. Cho thuê được bằng nào thì hay bằng đấy thôi. Ơ nhưng mà bốn chị em mình đang ở chung với nhau thoải mái. Bây giờ thêm một người nữa, liệu có bất tiện hay phiền phức gì không? Tao nghĩ là không sao đâu. Tại vì họ có vào thuê ấy, thì họ ở phòng họ, mình ở phòng mình. Chả xâm phạm, cũng chả liên quan gì đến nhau cả. Nên là chị cứ cho thuê đi, không sao đâu. Ok, cho thuê nhá. Đấy đấy, đánh nó đi. Rồi ra đi nó cái kia, đừng có để bắn. Này, chị tìm được bạn thuê nhà mới rồi đấy, chào bạn một câu đi. Ok, lên lên đi chúng mày. Rồi ra ra, lên nó cái kia. Mẹ ra cái thằng này. Tao đập hết điện thoại chúng mày kia đó. Người mời đấy không chào được đâu ạ. Kìa, bây giờ nó giết thế. You have been defeated. Thua mẹ rồi. Tại thằng mày đấy đấy. Tại mày đấy. Có gì mà có làm giúp đỡ em hơn ạ? Wow. Chào chào em. Cứ tự nhiên như ở nhà nhá. Em cứ yên tâm. Em về đúng nhà rồi đấy. Thôi, kệ ba thằng nghiện game này đi. Vào đây chị cho em xem phòng. Má tự kiếm được thằng giới đó thế nào? Ai ngờ nghe kiếm được con hàng chất lượng quá. Anh em bình tĩnh. Con hàng này là của tôi xin trước. Anh em tôi tán hàng đây. Cái gì? Ai xin trước? Tôi xin trước nha. Vâng. Thôi hai ông đi mẹ ông đi. Hai ông vừa dí mặt vào game, xin trước dây nào? Không nói nhiều, con hàng này là của tôi. Thôi. Bây giờ như này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Cùng tán hàng, xem ai là người thắng. Đây chính là lúc để thể hiện bản lĩnh đàn ông. Nhất trí không? Nhất trí. Từ giờ em không cần động chân động tay vào lo dọn nhà cửa đâu. Anh đã mua con robot này cho em rồi. Em vào nhà nghỉ ngơi đi. Còn lại cứ để nó lo. Em cảm ơn. Anh ơi, cho em gửi tiền ạ. Cái này của chị có người trả tiền rồi. Chị nhận đồ giúp em vậy ạ. Dạ. Đây là món quà của một anh Long giấu tên gửi tặng chị ạ. Mời chị nhận quà. Anh Long nhớ tôi lắm. Dạ vâng. Anh cảm ơn. Anh xin phép ạ. Thank you.
Gì thế nhỉ? Chắc là trong phòng nàng có gián rồi. Trùng hợp hay, mình lại là dũng sĩ diệt gián. Đấy rồi, cơ hội tới rồi. Đúng là thời tới cả không kịp. Công bằng xem ai là người cưa được nàng, nếu mà chiến thắng ấy thì lại đi. Cắt đi.